sao nó quy. Mình cho tí xíu dầu rồi xong mình bỏ tỏi ra thơm. Giờ mình cho thịt, thịt mình đã ướp sẵn ngày quê mình bỏ trong tủ lạnh nha các bạn. Mình nấu cho nó nhanh. Cái thịt này mình cũng nêm gia vị rồi á, mình cho thịt heo xay nha các bạn. Chút xíu bột ngọt, cái hạt nêm, tiêu. Giờ mình cho miếng sốt cà chua vô các bạn, để cho cái thịt heo nó không có bị cứng. Thì cái nắp lại mình nấu chút xíu cho cái thịt nó mềm, nó không có bị dai. Giờ thịt nó đã chín rồi, giờ mình cho bắp cải nha.
nãy mình xào vừa vừa thôi, nó giòn, nó giòn nó ngọt. Rồi nó xào chín quá. Bây giờ mình nêm lại cho nó vừa rồi bắt đầu mình bỏ nuôi mình luộc rồi các bạn. Rồi, giờ mình cá nuôi xào.